Đã có thời, khu vực Phú Thọ ở thành phố Thủ Dầu Một và Bình Nhâm thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương từng được ví là trung tâm của nghề guốc mộc. Với mẫu mã bền đẹp, những chiếc guốc gỗ ở đây đã từng có mặt khắp miền Nam, miền Trung và xuất khẩu sang các nước châu Âu. Để thấy được sự thăng trầm của nghề làm guốc, kính mời quý khán giả đón xem chương trình Nhịp sống phương Nam, chủ đề nghề làm guốc ở Bình Dương, phát sóng lúc 19:30 Chủ nhật ngày 10 tháng 8 trên kênh truyền hình Thông Tấn.